down tonight. Cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. Cause it's always a good time. Good morning and good night. I wake up at twilight. It's gonna be all... Yeah, sẽ ra làng bánh. Lời đầu tiên thì cho phép hướng dẫn viên xin phép thay mặt Ministry du lịch Thiên Đô Tô gửi đến ban giám đốc cùng toàn thể quý anh chị PM cũng như toàn thể quý anh chị của đại gia đình xe quận 5B lời mình chúc sức khỏe, lời chào thân ái và thân thương nhất cả nhà mình ạ. Thank you.
TDG. Anh cảm ơn tất cả các thành viên đang có mặt ở nơi đây. Đây là những khuôn mặt rất là xuất sắc trong suốt thời gian qua mà chúng ta đã đạt được cái thành tích để chúng ta có mặt tại Côn Đảo. Tháng 5 cả nhà mình nhỉ? Trời ơi, bạn kia trả lời rồi đúng không? Bạn giữa, từ từ mỗi bạn có cơ hội trả lời. Dạ đúng rồi, hay quá. Rồi, mỗi bạn. Đi cho tay nhanh dữ vậy. Cái hai uống này nhiều lắm nè. 125 ngàn. Còn ai cho giá nó bàn trả lời rồi. Con qua đây đi. À, con đáng nhiều nè đâu. Thì là biết rồi. 133 nghìn. Anh Vinh 133 ngàn. Qua đây. Anh Vinh trả lời rồi. Qua đây đi nhầm. 150 ngàn. Cái gì ạ? Công. Anh Công 155 ngàn. Lên không giờ, hoa rọi trong